Nhiều thông tin thú vị liên quan đến lỗ đen vũ trụ đã được giáo sư Paul hồ tổng giám đốc Đài Quan sát Đông Á chia sẻ tại hội thảo chuyên đề Bóng của lỗ đen từ khu vực Bắc cực do Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Giáo sư Paul hồ là một trong những nhà thiên văn học châu Á đóng vai trò quan trọng trong việc công bố bức ảnh chụp đầu tiên bóng của một lỗ đen vũ trụ vào năm 2019. Giáo sư đã chia sẻ về việc phát triển kính thiên văn ở Queensland và nỗ lực của các nhà thiên văn học để làm việc trong điều kiện ở Bắc Cực. Thông qua những chia sẻ của giáo sư Paul Ho, trường đại học quốc tế kỳ vọng sẽ tắp lên cho học sinh sinh viên niềm đam mê về thiên nhiên, vũ trụ và vai trò quan trọng của khoa học cơ bản trong sự phát triển vượt bậc của các công nghệ tiến bộ nhất của loài người trên hành trình khám phá và chinh phục vũ trụ.